Sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức một tổ điều tra đã có mặt tại hiện trường. Món canh đậu tương nấu với rau cải, canh mì tôm nấu với rau tía tô vẫn còn dang dở. Bà con xung quanh đã vào để đưa những người hàng xóm của mình đi cấp cứu. Trên đường đi, cháu bé 8 tuổi đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Triệu Giào Sinh và vợ cùng 3 đứa cháu. Khám xét tại hiện trường, không có đồ đạc gì trong nhà bị mất trộm. Hiện trường là căn nhà nằm sâu trong khu dân cư thưa thớt, cách trung tâm thành phố Tuyên Quang gần 200 km. Thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây có khoảng 66 hộ dân sinh sống. Chủ yếu là đồng bào người Dao, hầu hết là những người có quan hệ họ hàng với nhau. Cái nhà ở thì rất là đơn sơ, nhà sàn rất đơn sơ, mà trong đó thì nó gần như nó không có cái dấu vết gì cả, bởi vì nó chỉ là cái ngộ độc trong thức ăn thông thường. Tại gia đình thì lúc đó chỉ có vẫn còn thức ăn thì vẫn còn. Tất cả các mẫu thức ăn, các đường vân tại hiện trường vụ án được giám định một cách cẩn trọng và tỉ mỉ. Việc khám nghiệm tử thi một cách nhanh chóng để tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm cho biết, trong cơ thể của họ đều có chất độc của cây lá ngón. Quá trình khám nghiệm chi tiết tại hiện trường, tử thi gần như không thu thập được các dấu vết mà hung thủ để lại. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Tuyên Quang chúng tôi nhận định được đây không phải là một vụ ngộ độc thông thường. Bởi vì rất là may mắn là có một cái là 5 người là được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nếu mà tại thời điểm đó mà không được đưa đi cấp cứu thời thì không chỉ một mình cháu Triệu Trần Lương chết đâu, mà là cả 3 cháu nhỏ và vợ chồng ông Triệu Giào Sinh đều chết. Các tổ các đồng chí tham gia và tiến hành triển khai, nhanh chóng triển khai. Ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì phối hợp với công an huyện Na Hang và đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, phát hiện có dấu hiệu tội phạm đã xác lập chuyên án đấu tranh. Phong tục tập quán đấy đôi khi là chỉ vì những cái mâu thuẫn rất nhỏ sẽ xảy ra là người ta sẽ có cái tâm lý muốn trả thù. Rất là khó khăn mà các đồng chí như thế, nên là chúng ta đề nghị các đồng chí phải nâng cao trách nhiệm để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí là chúng ta lưu ý ở cái chỗ này này. Thứ nhất là vùng dân tộc này thì báo các đồng chí là người ta theo đạo Tin Lành. Đấy, nên là nó cái đặc trưng của những người mà theo đạo thì người ta sẽ có cái niềm tin riêng. Nên là các đồng chí cách tiếp cận như thế nào các đồng chí phải hết sức lưu ý. Ban chuyên án đầu tiên là phải xác định nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, đó là phải dựng lên cái mối quan hệ của gia đình bị hại. Nếu như đây là một vụ án giết người thì nó phải có một cái nguyên nhân rất là sâu xa, đặc biệt lớn thì nó mới xảy ra một cái vụ án như thế được. Quá trình sau khi xảy ra vụ việc thì đối tượng gây án có thể nhận định là có thể quay lại hiện trường. Tuy nhiên là qua rất nhiều ngày đêm thì cũng trinh sát nằm vùng đấy nhưng cũng không phát hiện được đối tượng có biểu hiện quay lại. Vụ án đã gây hoang mang cao độ đối với bà con miền núi. Xưa nay chỉ biết đến cuộc sống yên bình. Mọi người ở đây thường đi làm nương từ sáng đến tối mới về. Và đa số chỉ biết nói tiếng dân tộc. Nên các điều tra viên gặp nhiều khó khăn trong công tác lấy lời khai.
Lúc đấy thì anh cũng không biết đâu, anh đi làm nhưng mà về đến nhà thấy bảo là có vụ việc này anh cũng không biết đâu. Địa hình đồi núi hiểm trở, quanh khu vực nhà bị hại chỉ có 6 hộ dân và đặc biệt là anh em có mối quan hệ gia đình với nhau. Vụ án lại không có nhân chứng, dấu vết, mọi người trong gia đình nhà nạn nhân khai đều không mâu thuẫn, thù oán với ai. Điều này càng gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình truy tìm đối tượng. Ông Sinh cho biết là quá trình sinh hoạt tại địa phương, bản thân ông và gia đình thì có mâu thuẫn với ai không? Gia đình không có mâu thuẫn với ai. Một quan hệ với hàng xóm thì như nào? Cũng là bình thường, không có gì. Bình thường nữa gì? Ừ. Qua sự việc này thì bản thân ông thì có nghi ngờ cho ai không? Lúc đấy thì mình chưa biết, không nghi ngờ gì. Quá trình đi nương thì bản thân gia đình mình có ai ở nhà trong nhà không? Lúc đấy thì không có ai, cũng là 5 người. 5 người cũng đi hết. Người dân ở đây thì buổi sáng thì đi làm từ sáng sớm, thì thường thường là sẽ đi làm từ sáng đến tối mới về. Người dân thì đi làm về muộn là rất là khó trong quá trình tiếp xúc và thu thập thông tin. Là dân tộc Giao nên là về cái việc nói tiếng phổ thông lại giao tiếp thì rất là khó khăn. Các đồng chí cũng đã nêu là cũng đã xác định được các cái hộ gia đình sống xung quanh gia đình bị hại rồi, và hộ ông B, và ghi xác minh làm rõ cái nội dung trong gia đình hiện nay có bao nhiêu khẩu. Và cái việc các hộ gia đình ở đấy thì có thấy ai là người lạ mặt đến khu vực gần nơi xảy ra sự việc ngộ độc của gia đình ông Triệu Giàu Sinh hay không. Xác minh các mối quan hệ các hộ gia đình này, làm rõ là có việc có mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân đối với hộ gia đình, cũng như là mâu thuẫn của gia đình ông Sinh với lại những người dân trên địa bàn không. Nhiều ngày trôi qua, vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc. Phải mất một tuần sàng lọc, hàng chục nghi phạm thuộc thành phần bất hảo tại địa phương được dựng lên. Cái giai đoạn khi mà lập chuyên án xong, bắt đầu và giai đoạn đầu để đi thu thập thông tin và rà soát ấy, cơ bản lúc đấy cũng mất khoảng nửa tháng, nhưng gần như là cũng không có thông tin gì cả, bởi vì là tất cả cái thông tin lúc cơ quan điều tra thu thập được gần như con số không, bởi vì là gia đình bị hại không có cứ một cái mâu thuẫn gì cả, không có một cái tài liệu gì cả, mà dựng lên một số cái đối tượng nghi vấn ấy, thì những cái có những cái mâu thuẫn bị hại, những cái mâu thuẫn là rất là nhỏ, cho nên là thực sự là lúc đã có lúc là đi vào bế tắc. Ở những vùng đồng bào như thế này thì không ai không biết cây lá ngón và đều biết được tác hại của cây này. Một giả thiết đặt ra là có hay không việc các nạn nhân tự tử bằng lá ngón. Thực ra thì tại cái thời điểm đó ấy, thì cái khu vực dân cư đấy có hơn chục hộ dân thôi, nhưng mà đa phần thì là người thì anh em họ hàng với nhau. Không gần anh em họ hàng gần thì anh em họ hàng xa, cho nên là đều có mối quan hệ với nhau, và người ta cũng tất cả quá trình rà soát thì người ta cũng không có bất cứ một cái mâu thuẫn gì cả, anh em trong cái các hộ gia đình đấy là người ta sống rất đoàn kết. Sau khi loại bỏ tất cả các giả thiết thì cơ quan điều tra đặt ra giả thiết là mâu thuẫn của nạn nhân với đối tượng gây án được tập trung để giải nghi. Thì cái anh đã bảo là nó nằm trên này. Một
Một tổ thành viên của ban chuyên án luôn bám sát hiện trường và tiếp tục lấy lời khai của những người dân sống xung quanh. Từ những chi tiết nhỏ nhất là hỏi các cháu bé đến người lớn tuổi đều được các trinh sát thu thập. Cơ quan điều tra công an huyện Na Hàng cũng như cơ quan điều tra công an tỉnh cũng đã xác minh và dựng nhân thân đối tượng, nổi lên một số đối tượng nghi vấn, trong đó có đối tượng Triệu Tròi Phin cũng là người ở xã Yên Hoa, huyện Na Hàng. Đối tượng này là trước đây với gia đình Triệu Giàu Sinh này cũng có một số mâu thuẫn từ rất nhiều năm rồi. Hôm nay có gì? Vợ tên là gì? Sau khi ăn xong thì bị như nào, thì dấu hiệu như nào? Ăn xong thì nó bị choáng. Sau nhiều ngày rà soát thì gia đình nạn nhân khai rằng có một mâu thuẫn về tiền bạc với một người tên là Triệu Tròi Phin. Phin cũng là người có mối quan hệ gia đình với các nạn nhân. Để đến nhà thì ăn xong thì cũng là chóng mặt. Sau khi mà chúng tôi tập trung và xác định được cái đối tượng đấy thì bắt đầu tiến hành triệu tập mời đối tượng về đến trụ sở cơ quan để làm việc. Thì ban đầu thì đối tượng là tỏ ra rất ngoan cố, coi như là không có cái sự việc gì xảy ra, coi như là không liên quan gì đến đối với bản thân chỗ gia đình bị hại. Theo các hộ dân xung quanh, họ cho biết Phin là một người có bản tính côn đồ, thù vặt, có hành vi ứng xử với hàng xóm làm nhiều người sợ hãi. Hàng ngày ông ta ở nhà, thỉnh thoảng mới đi làm nương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nghi ngờ Triệu Tròi Phin là nghi phạm số 1. Hơn một tuần đấu tranh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Hoa, huyện Na Hàng, bằng sự tinh tế của các điều tra viên cho rằng chỉ mình Phin gây ra vụ án mạng. Song Phin chỉ nói tiếng dân tộc và nhất quyết không nhận tội. Đối tượng không chịu nói tiếng dân tộc Kinh mà nói tiếng dân tộc Giao. Thì sau đó thì chúng tôi cũng phải mời cái người trưng cầu giám định, phiên dịch viên để tiến hành trưng cầu để phiên dịch từ tiếng Giao sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Giao cho đối tượng hiểu. Và sau trong quá trình là giáo dục thuyết phục thì đến nói chung là phải mất một ngày sau thì bắt đầu đối tượng bên này dần dần cái khai nhận cái hành vi phạm tội của mình. Trước khi mà làm rõ được vụ án ấy, mà trước khi mà đối tượng Triệu Tròi Phin nhận tội, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng khoảng gần chục lần. Tại thời điểm đó thì cơ quan điều tra đến hiện trường và triệu tập đối tượng ra việc công an xã, ủy ban xã để làm việc ấy, rất là nhiều lần. Nhưng mà tuy nhiên thì báo cáo các đồng chí cũng nắm biết là đây là một cái vụ án là gần như là không có nhân chứng, không có người chứng kiến, không có bất cứ một cái dấu vết gì. Cho nên là đối tượng rất là tự tin. Khi làm việc mà với cơ quan điều tra, đối tượng một mực khẳng định là không có liên quan gì cả. Từ những chứng cứ ít ỏi, không đủ để buộc tội, Phin được trả về. Trong nhiều ngày liên tiếp, các tổ trinh sát đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để củng cố chứng cứ. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục triệu tập Phin để đấu tranh. Sau một tuần gần như im lặng, ngày 6 tháng 5 năm 2020, Phin khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hai ngón về bỏ cho vào thức ăn của nó, còn nó không biết thì là chết người. Từ xưa người ta là có thể là ăn về chết người, mình sẽ lấy cũng ít thôi, mình không biết, không hiểu là sẽ đe dọa thôi, cuối cùng là chết người. Ăn chén ha, bỏ không tiếc.
Tháng 11 năm 2019, Triệu Tròi Phin vay của hai bố con ông Triệu Giào Sinh, người cùng xã và có mối quan hệ họ hàng, mỗi người là 1.500.000 đồng và hẹn ra Tết Nguyên Đán năm 2020 sẽ trả. Món nợ này không được Phin thanh toán như đã hẹn với bố con ông Sinh. Ngày 12 tháng 4 năm 2020, Phin nghĩ đến chuyện mâu thuẫn với bố con ông Sinh nên nảy sinh ý định trả thù bằng cách bỏ lá ngón và thức ăn của gia đình ông Sinh. Trưa ngày 13 tháng 4 năm 2020, vợ ông Sinh đi làm về và nấu lại hai bát canh cho cả nhà dùng bữa trưa. Hai vợ chồng ông Sinh cùng ba người cháu sau đó ăn trưa và thấy vị đắng nên bảo nhau không ăn nữa. Tuy nhiên, cháu bé 8 tuổi vẫn ăn và tử vong trên đường đi cấp cứu. Thì sau khi điều tra mới xác minh kỹ thì mới được cái đồng bào sống quanh khu vực đấy, mọi người đều đánh giá Phin là một đối tượng là rất là sâu tính mà rất là độc ác, rất ác. Mà người ta thường nói, như các cụ thường nói, là con người là có thù tất báo. Cho nên là trên cơ sở nhận định cái đấy thì chúng tôi bắt đầu mới xác định mấy hiện trường vụ án, cái nhà bị hại với cái nhà của Phin thì nó rất là phù hợp và rất là thuận tiện cho cái thực hiện gây án, và hoàn toàn là không để mà khi nếu mà gây án thì sẽ không có người chứng kiến, không ai biết được, mà đây gần như là con đường duy nhất có thể đi vào nhà bị hại để gây án đấy. Khi đi đến con suối cách nhà nạn nhân khoảng 100 mét, thấy không có ai, Phin dùng hai tay vò túi ni lông đựng lá ngón để cho dập nát, sau đó mở miệng túi đưa xuống dòng nước suối cho nước chảy vào túi, rồi túi miệng túi lại cho đến khi nước trong túi chuyển thành màu xanh nhạt. Sau đó Phin lấy xác lá ngón vứt đi, chỉ còn nước để mang sang nhà nạn nhân. Đến gầm nhà sàn của gia đình ông Sinh, Phin quan sát không thấy ai, liền lấy đoạn que nứa nhặt ở ven đường gạt then cái cửa chính để đi vào phía trong. Nếu que này ngắn, ông lấy đà, ý ông lấy đà. Không tới được. Tại vị trí đặt chiếc hòm gỗ để thức ăn của gia đình ông Sinh, Phin cầm túi ni lông đựng nước lá ngón, dùng hai tay cấu rách túi cho nước lá ngón chảy hết vào bát đựng thức ăn màu trắng. Thực hiện hành vi xong, vơ túi ni lông lại cầm đi ra ngoài, dùng đoạn que nứa gạt then cài cửa xuống. Đến gầm nhà thì vứt đoạn nứa ở cạnh chuồng lợn nhà ông Sinh. Trên đường về, Phin vứt túi ni lông xuống suối. Tuy nhiên đây là một cái đối tượng mà cũng là một người dân tộc, vùng ở sống ở có một điều kiện đồng bào dân tộc mà sống ở cái vùng đồng bào kinh tế rất là khó khăn, gia đình đối tượng cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên có một cái đơn giản nữa, bản thân với cái trình độ dân trí của đối tượng cũng rất là thấp. Nhưng có một cái là tại sao mà đấu tranh đối tượng rất một mực không khẳng định, không nhận hành vi phạm tội, thì sau này đối tượng mới nói rõ là thực tế là ban đầu lúc đầu đối tượng khẳng định luôn luôn nghĩ trong đầu là cái việc làm của mình không có ai biết, không có nhân chứng, không ai biết thì chả có tài liệu gì, chả có gì, nên là cứ một đối tượng một mực là phủ nhận cái việc làm của mình. Theo mô tả của Phin, các trinh sát đã phải lội xuống suối để tìm được đúng cây lá ngón mà ông ta đã hái 5 ngọn để đầu độc gia đình nạn nhân. Vật chứng và lời khai của nghi phạm phù hợp với bản án kết luận giám định hóa pháp của Viện Pháp Y Bộ Y tế về chất độc có trong dạ dày và máu của nạn nhân 8 tuổi là alkaloid, chất kịch độc từ lá ngón. Dù những cái mâu thuẫn nhỏ nhất thì đều phải được giải quyết, và nếu như có những cái mâu thuẫn mà nó nhỏ mà khúc mắc hay cái gì đó
lớn thì cũng các đồng bào cũng phải báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để hòa giải. Đấy, không tự mình giải quyết, không tự mình để tìm cách giải quyết những cái mâu thuẫn đó. Bởi vì là với cái nhận thức của đồng bào thì rất đơn giản, cho nên đôi khi nó chỉ là những cái bộc phát nhất thời. Bản thân trong vụ án này thế thôi, là lúc đó trong buổi sáng đi làm việc là Triệu Xoài Phi là trong buổi sáng đi làm việc làm ruộng thì bộc phát nghĩ lại cái câu chuyện đó, cho nên là rất là cay cú, cho nên mới nảy sinh cái ý định thực hiện hành vi phạm tội đó. Có ngàn lẻ lý do để tìm đến La Ngón. Thế nhưng điều dễ nhận thấy và có lẽ là nguyên nhân chính bắt nguồn từ nhận thức đó là còn hạn chế trong cách giải quyết vấn đề của một bộ phận người dân tộc, đặc biệt là ở các tỉnh vùng cao. Chuyên án 430G đã đưa kẻ thù ác ra ngoài ánh sáng. Triệu Tròi Phin là người dân tộc thiểu số. Nhiều người có thể cho rằng anh ta không đủ kiến thức pháp luật để biết hậu quả cho hành động sai trái của mình. Nhưng đây là bài học cho rất nhiều người khác. Triệu Tròi Phin đã phải trả giá bằng một bản án thích đáng trước pháp luật. Với sự linh hoạt và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động nắm tình hình, đồng thời giải quyết nhanh chóng các vụ việc phức tạp xảy ra. Những nỗ lực đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân nơi đây.